tôi đã từng đi thuyền rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ say sóng kinh khủng đến thế khi được cùng đi đánh cá với ngư dân ở đất mũi. Mặc dù là cảm giác say sóng thì không dễ chịu chút nào cả, nhưng chuyến đi cũng đem lại tôi rất là nhiều điều thú vị các bạn ạ. Khi thực hiện những thước phim về mũi Cà Mau thì chúng tôi cũng cảm nhận được cái sự đôn hậu của người dân nơi đây. Thực sự là nếu như không có sự trợ giúp mà về cả thông tin rồi là cả nơi ăn chốn ở của những người dân thì chúng tôi sẽ không thực hiện được những cảnh quay. Người miền Tây rất là dễ thương và quý khách. Đấy là một cái trải nghiệm gọi là đáng nhớ nhất trong đời đối với tôi. Từ đất mũi ra cái thuyền đấy nó phải 3 cây số, chúng tôi hầu như phải đi bộ, và tất cả máy móc thiết bị chúng tôi vận chuyển ra thì đó quả là một vấn đề khó khăn. Hầu như anh em ở trong đoàn là có dấu hiệu của say sóng và mệt mỏi. Chúng tôi phải sống cùng họ và ăn ở cùng họ, và đoàn chúng tôi phải vượt luôn cả cùng nhân vật trải nghiệm, rồi là họ làm cái gì chúng tôi vẫn phải xông vào, chúng tôi làm cùng họ. Anh em ở trong đoàn thì phải cố gắng ăn càng nhiều mì tôm càng tốt để mà lấy sức chống chọi với cái lạnh ở trên cái bom thuyền như thế. Và chúng tôi phải dùng tất cả mọi cái gì để có sẵn, ví dụ như là áo mưa và những cái quần áo mà chúng tôi mang đi là phải buộc hết lên trên người để mà chống chọi với cái gió lạnh buốt hết cả người và không thể làm sao ngủ được. Và chúng tôi đã thấu hiểu được cái vấn đề là sống để tồn tại chứ không phải là sống để ăn. Tất cả các anh em đều không ăn được, chỉ ăn được đúng bát cơm mà anh em trèo trực chỉ muốn nôn ra ngoài thôi. Tại vì sóng biển nó quá kinh khủng. Biển buổi sáng lúc 2 giờ thì nó cũng hơi động, quay phim cũng chỉ ngồi được một chỗ và chỉ cần đứng lên phát là có thể bật ngửa ra sau. Và đến sáng khi mà anh em cùng làm việc xong thì mặt mũi ai cũng phờ phạc và ai cũng chỉ mong lúc đấy được vào đất liền. Và khi được đặt chân tới đất liền thì là mọi người gào thét là ầm ĩ lên, đã sống rồi. Một trong những kỷ niệm ấn tượng nhất của tôi trong chuyến đi phượt lần này đó là được vào thăm vườn chim của Bát Tư Na. Và vào trong đấy thì tôi được trèo trực tiếp lên cây, được ngắm nhìn những cái loài chim đó sinh sống, được sinh hoạt, và những cái tổ chim nó vừa mới nở, có cả chim con, có cả trứng nữa. Và những ấn tượng rất là đặc biệt của tôi đó là những cái phân chim ở trong vườn chim đó nữa, nó rất là nhiều, trắng xóa hết tất cả mọi thứ, cả nước, cả đường đi các thứ. Khi tôi và anh Hiệp thì phải xuống một cái vũng nước toàn là phân chim thôi, mùi rất là kinh khủng và bùn đất bám đầy người. Nói chung là lúc hai anh em lên thì tất cả đoàn mọi người đều tránh xa hết, rồi rất là hôi. Sau khi quay về tôi chỉ muốn thực sự là nhảy xuống ngay hồ và tắm làm sao gột rửa được hết những cái mùi phân chim đó. Đây là đoàn làm phim của Việt Nam. Ơi, anh sao anh ăn mì tôm sớm thế? Đói quá. Mùi kinh. Sau mấy ngày vất vả thì đoàn bắt đầu te tua rồi. Nhìn chân tay chúng tôi này. Đầu tiên là việc đi nắng nhiều và bị cháy nắng. 1, 2, 3 nhảy lên nhá. 1, 2, 3. Chuyến phượt Cà Mau lần này đã mang lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm thú vị. Và khi trở về với công việc, với cuộc sống thường ngày thì lúc này đây tôi đã cảm thấy trở nên tươi mới hơn và cảm thấy tràn trề năng lượng để làm việc. Tôi đã có những hình ảnh rất là đẹp để đời cho mình. Tôi thấy rằng Việt Nam mình rất đẹp và còn nhiều chỗ để khám phá và trải nghiệm. Đó là động lực để chúng tôi thực hiện những chuyến đi trong thời gian tới. Thấy anh em về, máy móc thiết bị anh em về Hà Nội an toàn, tôi thấy đó là một sự thành công rất lớn. Tôi đã chinh phục được Việt Nam, Tổ quốc.